Các bạn đang đến với bản tin bóng đá trưa ngày 24 tháng 8 của Ghiền Bóng Đá TV. Bản tin trưa nay, chúng ta hãy cùng điểm qua những tin tức bóng đá nóng hổi trong sáng và trưa nay. Trước khi đến với những thông tin chi tiết, hãy dành ra một giây đăng ký kênh để luôn cập nhật những tin tức bóng đá mới nhất nhé. Hôm qua ngày 23 tháng 8, huấn luyện viên Lionel Scaloni đã công bố danh sách triệu tập 30 cầu thủ Argentina chuẩn bị cho vòng loại World Cup năm 2022 khu vực Nam Mỹ vào đầu tháng 9 tới. Trong danh sách này, đáng chú ý nhất là sự góp mặt của tiền đạo Lionel Messi. Quyết định của huấn luyện viên Scaloni khiến Paris Saint-Germain rất khó xử bởi Argentina là một trong các quốc gia đang nằm trong danh sách đỏ của chính phủ Pháp trong quy định phòng chống Covid-19. Điều đó đồng nghĩa nếu trở lại Argentina vào đầu tháng 9 tới, Messi sau khi nhập cảnh trở lại nước Pháp sẽ phải thực hiện quy định cách ly. Huấn luyện viên Pochettino không thể sử dụng Empunga ở trận tiếp Clermont vào ngày 12 tháng 9. Ngoài Messi, có hai cầu thủ khác của Paris Saint-Germain cũng được đội tuyển Argentina triệu tập lần này là Leandro Paredes và Enzo Di Maria. Không chỉ vậy, hai trụ cột khác của Paris Saint-Germain cũng buộc phải cách ly nếu trở về Nam Mỹ tham dự vòng loại World Cup là Marquinhos và Neymar. Theo Sky Sports, Hiệp hội các câu lạc bộ châu Âu (ECA) đang đàm phán để ngăn các cầu thủ trở lại các quốc gia nằm trong danh sách đỏ ở đợt tập trung đội tuyển quốc gia sắp tới. Paris Saint-Germain hiện cũng là thành viên của ECA. Tuy nhiên, theo thông tin được Tai Chi Sports Argentina tiết lộ, khi ký hợp đồng với Paris Saint-Germain, Lionel Messi đã gắn điều khoản cho phép mình được trở về khoa đội tuyển quốc gia trong bất cứ hoàn cảnh nào. Sau khi chia tay Barcelona, Empunga được cho là muốn dành sự ưu tiên tuyệt đối cho màu áo đội tuyển quốc gia. Trong mùa hè vừa qua, Lionel Messi đã cùng đội tuyển Argentina giành chức vô địch Copa America. Đây là danh hiệu lớn đầu tiên của Empunga trong màu áo đội tuyển quốc gia. Chính chiếc cúp quan trọng này đã kích thích tinh thần cống hiến của Messi cho Ampi Celeste. Anh rất muốn đưa đội tuyển quốc gia của mình tới vòng chung kết World Cup năm 2022. Vô địch World Cup chắc chắn là mục tiêu lớn nhất sự nghiệp của Leo, dù anh có phải đánh đổi tất cả các danh hiệu cá nhân khác. Mới đây, tờ Marca của Tây Ban Nha đăng tải bài viết với tiêu đề "Giấc mơ chơi bóng cho Real Madrid của Mbappe có thể trở thành sự thực". Bài viết dẫn nguồn tin từ AMC Sports cho hay đội bóng nước Pháp đã chấp nhận sẽ phải bán Mbappe cho Real Madrid trong thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay. Real Madrid được cho là sẽ chi khoảng 150 triệu euro để chiêu mộ Mbappe, biến anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử đội bóng thủ đô Madrid. Mọi chuyện nhiều khả năng sẽ được hoàn thành trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa hôm 1 tháng 9 tới. Về phía Paris Saint-Germain, đội bóng này cũng đã chuẩn bị sẵn phương án thay thế cho Mbappe. Không phải Ronaldo như báo chí đồn đoán, cầu thủ được Paris Saint-Germain hướng tới là Richarlison, đồng đội của Neymar ở đội tuyển quốc gia Brazil. Trong trận đấu muộn nhất vòng 2 Premier League, West Ham đã giành chiến thắng tưng bừng 4-1 khi tiếp đón Leicester City, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm. Thực tế có tới 5 đội cùng có 6 điểm, nhưng The Hammer xếp trên vì ghi được nhiều bàn thắng nhất với 8 pha lập công. Bộ ba tiền vệ tấn công Cesc Benrahma, Pablo Fornals và Gerard Bowell cùng tiền đạo cắm Mikel Antonio chơi ăn ý, góp công ở cả 4 bàn. Nổi bật nhất là Antonio, người góp một kiến tạo cùng cú đúp bàn thắng để đi vào lịch sử câu lạc bộ. Chân sút 31 tuổi trở thành cầu thủ West Ham ghi nhiều bàn nhất tại ngoại hạng Anh với 49 bàn, vượt qua kỷ lục cũ 47 bàn của Paolo Di Canio. Những sai lầm của Leicester City, đội mất nhiều trụ cột ở hàng thủ, cũng góp phần tạo nên chiến thắng tưng bừng của West Ham. Smeichel dù đã thủng lưới 4 bàn, chơi không tồi với những pha cản phá cơ hội 10-10 của Antonio, nhưng các đồng đội của anh lại gây thất vọng lớn. Jorge Perez bị đuổi ở phút 40 sau tình huống đạp gầm giày vào ống đồng của Fornals. Trông thấy thiếu người và bị dồn ép, Leicester City bất ngờ nhen nhóm hy vọng bằng bàn rút ngắn tỷ số của Joris Tielemans ở phút thứ 70. Nhưng trong những phút cuối, Antonio dập tắt hy vọng của đội khách bằng hai pha xử lý gọn gàng. Lần đầu kể từ tháng 8 năm 2006, West Ham mới được lên đỉnh bảng. Các học trò của huấn luyện viên David Moyes có cùng hiệu số dương 5 như Liverpool và Chelsea, nhưng xếp trên nhờ ghi 8 bàn chỉ sau 2 vòng đấu. Với màn trình diễn thể hiện ở đầu mùa, West Ham cho thấy họ đủ năng lực để cạnh tranh suốt dự cúp châu Âu mùa này. Arsenal đang gây thất vọng lớn ở ngoại hạng Anh mùa giải 2021-2022. Sau 2 vòng đấu đầu tiên, pháo thủ vẫn chưa thể có được bất kỳ điểm số nào, thậm chí đội chủ sân Emirates cũng chưa thể ghi nổi một bàn thắng. Theo nguồn tin từ The Telegraph, ba lãnh đạo Arsenal đã sẵn sàng cho một sự thay thế ở vị trí huấn luyện viên và Mikel Arteta sẽ chỉ còn 5 trận đấu nữa để cứu lấy chiếc ghế của mình. Trong trường hợp Mikel Arteta không thể mang lại sự khởi sắc cho Arsenal, ba lãnh đạo đội bóng
được cho là cũng đã xác định được cái tên tiếp theo sẽ ngồi vào chiếc ghế nóng tại Emirates. Theo The Telegraph, Antonio Conte đã được xem là ứng cử viên hàng đầu để thay thế Arteta dẫn dắt đội bóng thủ đô London. Mason Greenwood đã thể hiện màn trình diễn ấn tượng trong trận giao quân của Quỷ Đỏ tại Premier League. Với vai trò trung phong, chân sút trẻ người Anh thu hút sự chú ý từ phía đối thủ, mở ra hàng loạt cơ hội cho các đồng đội và ghi dấu ấn bằng bàn thắng, giúp đội nhà tái thiết lập lợi thế dẫn bàn, từ đó hủy diệt hoàn toàn Leeds United. Mặc dù vậy, ở chuyến làm khách đến sân của Southampton, Greenwood lại bất ngờ bị huấn luyện viên Solskjaer bố trí chơi giạt cánh, nhường vị trí số 9 cho Anthony Martial. Theo nhận định từ Rio Ferdinand, chính quyết định sai lầm này đã khiến cho Quỷ Đỏ đánh mất 3 điểm tại St. Mary. Chia sẻ trên Weber, Ferdinand cảm thấy khó hiểu với quyết định chuyển Greenwood từ trung tâm ra cánh để đưa Antonio Martial vào. Tôi không hiểu về quyết định này. Cậu ấy là một chân săn bàn. Nếu Cavani không phù hợp, hãy đưa Greenwood vào vị trí số 9. Tôi nghĩ cậu ấy đủ giỏi để làm điều đó. Để cậu ấy chơi ra cánh, đó là một trong những quyết định khó hiểu đối với tôi. Vào chiều ngày 23 tháng 8, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện tại sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho lượt trận đầu tiên tại vòng loại cuối FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á. Về tình hình lực lượng của đội tuyển, ngoài Văn Hậu bị chấn thương đầu gối và Minh Vương tổn thương dây chằng chéo, một cầu thủ khác cũng không thể tập luyện cùng toàn đội, đó là trường hợp của hậu vệ Nguyễn Thành Trung. Được biết, cầu thủ của Hà Nội FC đang gặp vấn đề về cơ khép phải. Hiện tại, các bác sĩ đội tuyển đang tích cực điều trị để giúp anh có thể trở lại tập luyện cùng toàn đội trong thời gian sớm nhất. Như vậy, trước sự vắng mặt của Đức Trinh, Minh Vương, Lê Tiến Anh, Văn Hậu hay mới nhất là Thành Trung, huấn luyện viên Park đã tiến hành triệu tập gấp 3 cái tên là Văn Kiên, Trọng Đại và Xuân Nam. Đội tuyển Việt Nam sẽ còn trận đấu tập với U22 vào ngày 25 tháng 8. Sau đó, huấn luyện viên Park sẽ tiến hành loại 5-6 cầu thủ trước khi lên đường bay sang Ả Rập Xê Út. Và sau đây sẽ là những tin tức chuyển nhượng hot nhất 24 giờ qua. Mới đây, hàng loạt tờ báo danh tiếng của Anh như Express hay The Mirror đều đưa tin MU có thể sẽ là điểm đến của Ronaldo ngay trong thị trường chuyển nhượng mùa hè này. Cụ thể, Ronaldo đã không giấu giếm mong muốn tìm kiếm một bến đỗ mới và phía Juventus cũng sẵn sàng chia tay siêu sao người Bồ Đào Nha với mức giá chỉ 25 triệu bảng. Điều khiến cổ động viên Quỷ Đỏ tin vào thương vụ này là hồi tháng 6, Joel Glazer đã hứa với người hâm mộ rằng sẽ chi tiêu mạnh tay và đem về những cầu thủ chất lượng, và với bản thân Ronaldo, MU cũng là điểm đến thích hợp nhất lúc này. Theo Fabrizio Romano, Rennes sẵn sàng bán Camavinga ngay trong thị trường chuyển nhượng hè năm nay với mức giá chỉ 35 triệu euro. Chuyên gia chuyển nhượng này xác nhận MU và Paris Saint-Germain là hai đội bóng đang quan tâm đến sao trẻ người Pháp. Với MU, để mua thành công Camavinga, họ có thể sẽ phải bán bớt cầu thủ và Lingard là người được nhắc tên. Ngoài ra, Van de Beek cũng có thể sẽ phải rời Old Trafford. Sau khi kết thúc trận hòa giữa Manchester United với Southampton, huấn luyện viên Solskjaer khẳng định Van de Beek sẽ rất quan trọng đối với kế hoạch của ông. Nhưng kết quả vẫn vậy, rất khó để Van de Beek có cơ hội ra sân. Mới đây, nhà báo Fabrizio Romano xác nhận hãy để mắt tới Van de Beek những ngày tới. Tiền vệ này muốn đảm bảo được thời gian thi đấu ở mùa giải này. Như vậy, ý định của Van de Beek rất rõ ràng, nếu không có cơ hội, anh sẽ ra đi. Thực tế, Van de Beek là một tiền vệ chất lượng có thể mang tới giải pháp cho Quỷ Đỏ khi cần. Dù vậy, có vẻ như huấn luyện viên Solskjaer không tin tưởng cầu thủ này. Theo The Atlantic, lãnh đạo West Ham đồng ý trả 26 triệu bảng cộng 4 triệu bảng phụ phí theo yêu cầu của Chelsea để lấy Zouma. Nhưng dù đã đạt được thỏa thuận với Chelsea, West Ham lại gặp phải vướng mắc với chính bản thân Zouma. Hậu vệ người Pháp muốn được tăng lương hoặc ít nhất giữ nguyên mức đãi ngộ 125.000 bảng một tuần. Điều này làm khó The Hammer bởi nếu đáp ứng, cấu trúc lương của đội bóng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên David Moyes sẽ bị phá vỡ, gây bất mãn cho các cầu thủ hiện tại của West Ham. Sau một mùa giải thi đấu dưới kỳ vọng, Arsenal sẽ thanh lý hợp đồng với Willian theo thỏa thuận và tiền vệ này sẽ rời Emirates theo dạng chuyển nhượng tự do để giải phóng một phần quỹ lương. Bến đỗ mới của ngôi sao chạy cánh người Brazil là Corinthians. Đây là câu lạc bộ mà Willian đã khởi nghiệp trước khi tới châu Âu thi đấu. Sau 8 năm thi đấu tại xứ sở sương mù, Willian sẽ chính thức nói lời tạm biệt trong những ngày tới. Tin bóng đá trưa ngày 24 tháng 8 đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn. Hiền bóng đá kết nối niềm đam mê túc cầu.